Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Ngày 17 tháng 9, Công an phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ vụ người đàn ông đập kính ô tô, đánh tài xế và chuyển cho Công an thành phố Thủ Đức điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Danh tính người đàn ông có hành vi đập cửa kính và đánh tài xế được xác định là ông NDG, 43 tuổi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là ô tô của ông G đi đúng chiều trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Nhưng ô tô biển số tỉnh Đắk Lắk đi ở chiều ngược lại, lấn làn và xảy ra va quẹt. Sau đó, ông G bực tức, không kiểm soát được hành vi nên xảy ra vụ việc trên. Trước đó vào ngày 16 tháng 9, mạng xã hội lan truyền video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông đi xe ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh có hành vi dùng tay đập vỡ kính chắn gió của ô tô biển số Đắk Lắk và dùng tay đánh 2 cái vào người tài xế ở bên trong xe. Sau đó, người đàn ông này lấy mỏ lết tấn công tới tấp vào tài xế xe ô tô biển số Đắk Lắk, khiến nhiều người bên trong hoảng loạn la hét. Diễn biến vụ việc được người dân quay lại và đăng trên mạng xã hội, khiến người dân phẫn nộ trước hành vi bạo lực của tài xế ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh. Vào cuộc điều tra, Công an phường Hiệp Bình Chánh đã xác định người đàn ông trên là ông NDG nên mời làm việc. Vụ việc đang được công an điều tra xử lý. Một vụ việc đập vỡ kính xe ô tô khác đã xảy ra hồi tháng 8 vừa qua tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ngày 17 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Tấn Phong, 46 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương, để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và làm nhục người khác đối với người đàn ông này. Vào khoảng 12 giờ 45 chiều ngày 11 tháng 8, ông Trần Tấn Phong điều khiển xe ô tô biển số 61A901.78 đi trên đường Nguyễn Chí Thanh và rẽ trái vào đường Lê Chí Dân thuộc phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Cho rằng anh BTS sinh năm 1997 điều khiển xe ô tô biển số 61A723 cản trở ông Phong qua đường nên ông này đã tăng ga đuổi theo, nhiều lần chạy vượt lên phía trước đầu xe của anh BTS. Sau đó, ông Phong nhặt một khúc xương bò trên vỉa hè và xông tới đập vỡ cửa kính xe ô tô của anh BTS. Khi anh BTS bước ra khỏi xe, thì ông Phong dùng tay trái nắm tóc và cầm khúc xương bò hù dọa, định đánh thì được người dân xung quanh đến can ngăn. Ông Phong dừng lại và bỏ đi. Trong quá trình dùng khúc xương bò đe dọa anh BTS, ông Phong liên tục nói: "Mày biết tao là ai không?" Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định người đàn ông này làm nghề kinh doanh bất động sản tại Bình Dương. Khởi tố kẻ đánh cháu bé 12 tuổi dã man tại sân chung cư ở Hà Nội. Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Tiến Đạt sinh năm 1990, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai về tội cố ý gây thương tích. Nguyễn Tiến Đạt chính là đối tượng đánh cháu bé tên M, 12 tuổi, trước sảnh chung cư New Horizon, số 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động cách đây không lâu. Cơ quan chức năng xác định, vào chiều ngày 18 tháng 8, cháu M chơi bóng đá cùng cháu D, 11 tuổi, tại sân chung cư New Horizon. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, xô đẩy nhau, D bị tím trên mặt và về nhà kể lại cho Đạt, bố của cháu D. Bực tức, Đạt đi xe máy đưa cháu D ra sân chung cư và liên tục đấm đá vào mặt cháu M dẫn đến chảy máu. Lúc này, bảo vệ chung cư và người dân tới can ngăn nên Đạt chở con về. Sự việc được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Đồng thời, gia đình cháu M cũng trình báo cơ quan công an để làm rõ. Quá trình xác minh, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Viện Kiểm sát và các đơn vị liên quan đã vận động đối tượng ra trình diện. Đến ngày 28 tháng 8, Đạt mới đến cơ quan công an làm việc và khai nhận hành vi vi phạm của bản thân. Theo cơ quan công an, vụ việc trên gây bức xúc dư luận, do đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ và xử lý nghiêm. Vào ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. Ở phiên tòa này, bà Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can hầu tòa với các tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tòa án sẽ xét xử vắng mặt 35.824 bị hại, nhưng vẫn sẽ đảm bảo quyền lợi cho những người này. Bà Trương Mỹ Lan phải khắc phục hậu quả gần 700.000 tỷ đồng. Tại phiên tòa xét xử giai đoạn 1 của vụ án diễn ra hồi tháng 3, bà Trương Mỹ Lan bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt tử hình về tội tham ô tài sản,
20 năm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Hội đồng xét xử xác định bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả nên chỉ còn bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định, dù không quản lý điều hành trực tiếp, nhưng bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò cao nhất, có quyền quyết định toàn bộ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Từ đó, bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lập hồ sơ vay khống, nâng giá trị tài sản đảm bảo, đưa tài sản không đủ pháp lý, rút tài sản có giá trị lớn, hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn để rút tiền từ SCB. Viện Kiểm sát nêu quan điểm có đủ căn cứ xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền đặc biệt lớn 677.286 tỷ đồng. Đây chính là hậu quả thiệt hại của vụ án do hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan gây ra. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo không hợp tác khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội. Bà Trương Mỹ Lan là bị cáo duy nhất trong vụ án này bị tuyên phạt tử hình. Bà Trương Mỹ Lan ăn năn hối cải. Theo cáo trạng, công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập. Bà Trương Mỹ Lan nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Qua đó, bà Trương Mỹ Lan thao túng chỉ đạo điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này. Cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, sử dụng 4 công ty An Đông, Sunnyworld, Quang Thuận và Secha phát hành 25 mã trái phiếu khống. Tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư. Qua đó, bà Trương Mỹ Lan thu về tổng số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Đối với hành vi rửa tiền, bà Trương Mỹ Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu trong 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022, Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, trong đó 12 công ty tại Việt Nam và 11 công ty tổ chức nước ngoài để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Tổng số tiền bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng. Nếu như ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị cho là không thành khẩn khai báo, thì tại giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan được cơ quan điều tra đánh giá là có chuyển biến về nhận thức và có ý thức pháp luật, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục một phần hậu quả, bồi thường thiệt hại cho trái chủ. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo lần thứ hai cho các bị hại, đương sự liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của các bị hại đương sự, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bị hại danh sách tại phụ lục 1A, 1B, 1C, 1D, 1E và 1F kèm theo quyết định đưa ra vụ án xét xử và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ. Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì làm đơn yêu cầu điều chỉnh kèm theo tài liệu chứng minh gửi đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, thời hạn gửi đơn đến ngày 18 tháng 9. Mọi thắc mắc, người bị hại và người liên quan liên hệ qua tổ thư ký của vụ án, thư ký Nguyễn Bảo Quốc và thư ký Nguyễn Thị Oanh.
Trước đó, Tòa án Nhân dân TP HCM cũng đã ra thông báo đề nghị các bị hại và người liên quan theo dõi thông tin về ngày giờ xét xử và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân TP HCM. Đồng thời, tòa cũng thông báo sẽ xét xử vắng mặt bị hại, đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Việc xét xử vắng mặt không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án cũng như quyền lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự. Đối với các cá nhân sở hữu trái phiếu nhưng không thuộc 6 mã trái phiếu QT2018-1201, ADC2018-09, ADC2018-0901, ADC2019-01, SETH2025, SNVK2018-10 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny World, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Secha phát hành thì không nằm trong phạm vi xét xử đối với vụ án này. Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay, còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư không có khả năng thanh toán. Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi tham ô tài sản từ nguồn tiền của ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp lên phương án rút chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau. Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo cáo buộc, từ năm 2012 đến năm 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc, phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc, cùng của công ty SPG, Chiêu Bình Kiung Kenneth, luật sư được bà Trương Mỹ Lan giao quản lý các công ty nước ngoài, lập các hợp đồng khống, mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức ở nước ngoài, đều là các công ty ma. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống ngân hàng SCB. Tổng số tiền bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.000 tỷ đồng. Trước đó ở giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Chồng bà Trương Mỹ Lan là ông Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, bị tuyên phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cháu gái là Trương Huệ Vân, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị tuyên phạt 17 năm tù về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 83 đồng phạm cũng bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo đến tù chung thân. Sau phiên sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan cùng chồng, cháu gái và 19 bị cáo đã có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.